không làm mà vẫn có ăn, đúng không? Đấy, nhiều người bảo làm gì có chuyện không làm mà vẫn có ăn. Đấy, không làm mà vẫn có ăn, đấy. Mọi người hay đi học chiến lược, chiến thuật, nhưng mà về cơ bản chúng ta đang học cái thứ gọi là lựa chọn mô hình kinh doanh và cách để chúng ta kinh doanh hiệu quả ra tiền. Nhưng chúng ta chẳng biết, chúng ta cứ đi làm những cái thứ gì hoành tráng ở đâu đó, bỏ rất nhiều tiền để đầu tư làm ăn, nhưng cuối cùng không biết tôi đang làm cái gì và chừng nào thì tôi giàu. Và ở đây chúng ta đang học một cách rất là bài bản, từng bước các bạn nha. Chúng ta đang nói đến việc đó là hãy kinh doanh trong một cái mô hình nào đó mà bạn có thể tự động được. Tự động được. Vì sao lại cần tự động được? Thì hãy cùng phân tích. Phía dưới tập trung được chưa ạ? Vì sao lại cần phải làm một mô hình tự động? Bởi vì nó sẽ có hai mô hình thôi. Một là tôi tự làm và hai là tôi thuê người khác làm. Chỉ có hai cách thôi nha. Một là tôi tự làm. Thì sao cả nhà? Một là tôi tự làm. Thì bây giờ tôi tính một ngày chúng ta sẽ làm việc được bao nhiêu? Một ngày bạn làm được bao nhiêu thời gian một ngày? Mấy tiếng? Mấy tiếng? Bao nhiêu tiếng? Có thật 8 tiếng không? Làm gì cứ chuyện đi làm 8 tiếng. Ngày nhẹ nhàng thì tính cho 10 tiếng. Nhân với 1 giờ lao động của chúng ta ra bao tiền? Bây giờ có giá chưa? Có chưa? Bao nhiêu? 20.000. À 50.000. 1 tiếng sống được 50.000. Cày ở Mỹ được 50.000. 30.000 thôi. Tôi chết rồi. Tự làm quần quật để đổi lấy một bát phở trong suốt một tiếng. Chết mất. Tính đi làm kinh doanh đi. Mình chơi kinh doanh đi, chứ không tính người đi làm công ty nữa. Một tiếng. Tôi cứ cho người làm kinh doanh nhé. Hiệu quả là một giờ họ làm ra được 1.000.000 đồng. Kinh doanh. Ở ngành nào tôi chả biết, chứ ngành spa đấy là chuyện quá đơn giản. 1.000.000 đồng chỉ là làm những cái dịch vụ cơ bản thôi, chưa có gì sâu xa hết. Thì một ngày họ kiếm ra được bao nhiêu cả nhà? Bao nhiêu? 10.000.000. Đây là con số. Và 30 ngày thì sẽ là bao nhiêu ạ? 10.000.000 nhân với 30 bằng 300.000.000. Phun kịch kim. Đây là cơ bản của toàn ngành, tức là mọi người đều làm theo cách này. Và càng nhiều người mở cơ sở ra thì cái số tiền này nó sẽ giảm đi. Vì sao? Bởi chia khách hàng ra. Đấy, thời gian thì vẫn thế, nhưng mà tiền thì nó sẽ yên đi. Rồi tiếp tục, nếu bận, tôi bận thì số tiền này sẽ, tôi ốm, số tiền này sẽ giảm đi, thậm chí là bằng không. Nếu ốm nguyên một tháng thì làm sao? Thì số tiền bằng không là không có thu và sẽ bằng âm, tức là nợ. Bởi vì sao? Trả tiền thuê nhà, trả tiền lương, nhân viên, trả cho các chi phí khác nếu có. Cho dù nhà của chúng ta không mất tiền thuê thì sao? Vẫn phải mất tiền điện, vẫn mất tiền nước, đúng không? Vẫn phải mất tiền khấu hao, bởi vì nhà cứ để đó nó sẽ phải cũ. Rồi sau bao nhiêu năm tháng chúng ta sẽ phải sửa lại và sơn lại. Nếu không chi ra hoặc tính ra một khoản khấu hao thì sau này sửa lại sơn lại lấy tiền đâu ra? Có tính đến không cả nhà? Đấy là cơ bản trong tính toán về kinh doanh. Nhiều người không biết cái điều này. Kiếm được đồng nào hôm nay mang ra sơi hết, múc hết, đúng không ạ? Quần áo, giày dép, ăn uống, chơi bời hết. Sau này nhà cửa cũ thế thôi, ở được là được.
đúng không ạ? Dần bao giờ nó sập thì tính tiếp. Hoặc cái số 2 là muốn sửa thì phải đi vay mượn, thế là lại đánh vay mượn để làm những thứ tào lao bi đạo. Sửa nhà thì nó có được lợi ích gì cả nhà? Nhà cũ biến thành nhà mới thì được lợi ích gì? Ở sướng hơn, nhưng có tạo ra nhiều tiền hơn không? Không. Đấy, cho nên là cái nhà nếu mà không tạo ra giá trị thì cũng thế nào? Không quan trọng. Nhớ nhá, những người nghèo rất quan tâm đến việc cái nhà của tôi trông như nào, phải có như này nọ. Nhưng những người giàu thì có xu hướng là đi thuê nhà và không cần ở cái nhà của mình. Họ muốn một căn nhà mà có chất lượng sống thật tốt. Nhớ nhá, tôi cũng vẫn đang đi thuê nhà. Bởi vì cái nơi đó ở nó rất sướng. Mình đi mua thì mình chỉ được ở một chỗ thôi. Nhưng nếu mình thuê, mình thích, mình sẽ chuyển đi chỗ khác, mình sẽ được ở rất nhiều nơi thoải mái. Mình sống đâu có cố định một nơi. Mọi người thì vì có một căn nhà cho nên tôi sẽ phải cắm cọc, cắm rễ ở đó. Và đó là lý do mà rất nhiều người không đi đâu được hết. Có phải vậy không cả nhà? Vì tôi không có nhà cho nên tôi ở ngoài Bắc cả tháng cũng được. Tôi vào miền Nam tôi ở cả tháng cũng được. Tôi đi miền Trung tôi ở cả tháng cũng được. Tôi đi nước ngoài tôi ở cũng cả tháng cũng được. Chả sao hết. Còn mọi người có nhà thì sẽ phải về nhà. Đúng không ạ? Nhớ nhà mà. Thế cho nên phải về nhà. Thì có cái nhà cũng không quan trọng lắm. Cái số 2 là sửa nhà mà không tạo ra giá trị thì cũng không quan trọng. Nếu nó vẫn tốt, trừ trường hợp mưa rồi nó sắp đổ rồi nó gọi là bần cùng quá rồi thì sửa. Chứ đừng có sửa chữa rồi xây to lên để đua tranh và cạnh tranh với hàng xóm. Nhớ nhá, ai có lực như nào thì người ta sẽ tạo ra cái chi phí của họ, tạo ra cái nhà cửa của họ theo cái lực như vậy. Mình đừng đua làm gì, mà mình phải tính toán từ cái hiệu quả. Quay trở lại với kinh doanh là không dành ra các khoản tiền cho tương lai thì tương lai sẽ phải đi vay, đi mượn hoặc không có. Thế cho nên ngày hôm nay nếu kiếm được thì phải tính đến tương lai đi. Hôm qua tôi có nói với bạn là đến 60 tuổi mình vẫn phải có cái gì ở nhà? Vẫn phải có thu nhập, vẫn phải có sự giàu có đấy. Đấy là tính cho tương lai. Nhớ nha. Tự làm, ốm đau là xong hết, tài chính về không. Còn nếu trường hợp số 2, tôi thuê người làm hoặc tôi hợp tác với người khác. Tôi cứ viết chữ thuê vào đây. Thì sao ạ? Một ngày vẫn 10 giờ làm việc. 10 giờ nhân với là tôi không làm, chứ là tôi làm là tôi giỏi này. Tôi thuê người khác làm thì họ không giỏi được giống như tôi đâu. Thì họ làm ra bằng một nửa tôi thôi, tức là bao nhiêu tiền cả nhà? 500 nghìn. Nhưng mà tôi lại có 5 người như vậy. Nhân với 5 nữa. Vậy một ngày làm việc bằng bao tiền? 10 giờ, mỗi giờ 500 thì được 5 triệu. Nhân với 5 người bằng 25 triệu. Và nhân với 30 ngày, 2 năm nhân 30. 30 ngày là 1 tháng ấy. Thì bằng 750 triệu. Bây giờ tôi tính trả lương trừ chi phí tất cả mọi thứ đi, là tôi lãi ra là 300. Lãi 300. Ok không? Thế mình tính. Hoặc lãi 200 thôi cũng được, lãi 100 thôi cũng được. Theo bạn cái nào thì ngon hơn? Cái dưới có 100 thôi, vay sửa số 300 còn 100. 50. Cái nào ngon hơn? Nào cái kia đấy, 300 triệu đấy. Bằng nhân 6 luôn đấy. Chọn cái nào? Vì sao lại chọn cái thuê? Bởi vì mình có làm gì đâu. Nó gọi là thu nhập thụ động. Không làm mà vẫn có ăn. Đúng không? Đấy. Nhiều người bảo làm gì có chuyện không làm mà vẫn có ăn. Đấy. Không làm mà vẫn có ăn. Đấy. Đúng không ạ? Nhưng thực tế là không làm hẳn thì không có. Mình vẫn phải quan tâm đến nó. Đúng không? Vẫn phải hỏi ăn chứ. Vẫn phải chuyện trò.
Nhưng mình không phải bỏ công, bỏ thời gian, bỏ sức lao động, đổ mồ hôi vào đấy nữa. Thì lao động như vậy sướng hơn chưa cả nhà? Sướng hơn chưa? Tăng sức chứa, thời gian. Làm thế nào để trong một khoảng thời gian chúng ta đạt được hiệu quả cao hơn? Nhớ không? Chiều qua nói, nhớ không? Đây này, hai cách thức kinh doanh. Vẫn là một tháng kiếm 300, một tháng kiếm 100, kiếm 200, kiếm 300. Sự khác biệt là gì? Bạn ốm thì sao? Vẫn có tiền. Bạn bận thì sao? Vẫn có tiền. Nhân viên nghỉ thì sao? Thì thay nhân viên khác. Cái đầu của mình là người đi sử dụng lao động. Thì bây giờ người này nghỉ, tôi sẽ làm với người kia. Ảnh hưởng gì đến thu nhập đâu. 5 người là một mô hình siêu nhỏ. 10 người, 20 người, 50 người. Công ty của bạn có bao nhiêu người? Ai từng đi làm nhà máy không? Có bao nhiêu người? Hàng nghìn người. Người ta có quan tâm gì đến việc bạn nghỉ hay không? Nhân viên này nghỉ không? Ai quan tâm? Mất chỗ thì thằng khác nó thế vào. Vậy thôi. Sử dụng lao động là như vậy. Và mấy bạn nhìn thế này, đâu có làm gì đâu. Chỉ tính toán thôi. Quan trọng lúc này là trí tuệ bắt đầu phải phát huy. Làm thế nào để điều khiển toàn bộ bộ máy này đi theo hướng hiệu quả. Và lúc đấy chúng ta chuyển từ lao động chân tay, lao động chân tay, chuyển sang lao động trí óc. Và lao động trí óc thì không mất thời gian. Lao động chân tay thì mất thời gian. Mà chân tay làm thì đầu óc khỏi phải suy nghĩ. Đúng không cả nhà? Nó bận quá rồi mà, thì óc nghĩ làm sao được. Đầu óc chỉ có thể thảnh thơi được khi mà chân tay nó nhàn rỗi. Mình cứ tưởng tượng là như những người nhà sư tu hành ấy. Vì sao? Trí tuệ của họ rất giỏi. Họ hay có những câu triết lý làm cho mọi người cảm thấy tỉnh ngộ. Vì sao? Vì chân tay họ có làm gì đâu. Ngồi thiền cả ngày từ sáng đến tối. Phải vậy không cả nhà? Đấy, nhàn, nhàn thân mà. Đấy, cho nên là muốn đầu óc nó thảnh thơi thì lao động chân tay. Hiểu không? Đầu óc thảnh thơi thì lao động chân tay, tức là sáng đi tối về không nghĩ gì hết cả. Ăn uống ngủ nghỉ thoải mái, béo tròn cối xay. Nếu thích cuộc sống như vậy, lao động chân tay. Còn muốn thảnh thơi, người ngoài nhìn thấy mình thảnh thơi, thoải mái đi ăn đi chơi, đúng không? Du lịch nghỉ ngủ thoải mái thì phải lao động trí tuệ. Thì cái đầu nó sẽ bận, nhưng cái thời gian và cái người này nó sẽ rảnh. Và bận như thế nào thì là do mình. Càng giỏi bao nhiêu thì càng rảnh bấy nhiêu. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.